Chào các em, rất vui được gặp lại các em ở vòng thi tiếp theo, vòng số 8 của khối lớp 8. Chúng ta giải bài thi đầu tiên. Lâu ngày không gặp các em thì thầy cũng nhớ các em thiệt ha. Bây giờ chúng ta chuẩn bị nháp vào máy tính bỏ túi ha. Chọn hai ô bằng nhau, loại toán này nó dễ chịu. Ui cha, nhìn khủng hoảng vậy. Rồi giờ mình chuẩn bị tờ nháp ha, để mình lưu kết quả phức tạp nếu cần. Thì đề cho 36 và ghi lại thôi. Cái này dùng kỹ thuật trong khóa học V81 giải nhanh. Bài này rút gọn. Ở trên các em rút 5 làm nhân tử chung, còn x trừ y rút gọn, x trừ y bên dưới là còn 5. Tìm m, để cái này là bình phương thì các em thấy m sẽ bằng 9 thôi. Không tin thử lại đi. Nó sẽ bằng 2x cộng 3 tất cả bình ha. Vậy m sẽ là 9 thì nó sẽ thành bình phương một đa thức thôi. Số dư khi chia 2 mũ 30 cho 1000. 2 mũ 30. Các em dùng kỹ thuật V81 chia cho 10 mũ 3. Dư 824 nghe. 824 ha. 824. Hoặc là bài này nếu thầy giải bằng toán học thì nó sẽ như sau. Những khóa học tới thầy sẽ lôi cái mảng kiến thức này vô. Bây giờ thầy có thể giải thích nhanh chóng như sau này. 2 mũ 30 thì các em có thể xem là 2 mũ 6. 2 mũ 6 tất cả mũ 5 đi. Được không? Mà 2 mũ 6 thì nó bằng bao nhiêu? 2 mũ 6 là 32 đúng không ta? À, 64. 64 tức là 60 cộng 4. 60 cộng 4 tất cả mũ 5. Đó. 60 cộng 4 tất cả mũ 5. Thì lúc khai triển cái hàng đẳng thức này ra nè, thì nó sẽ ra là một bội của 10, một bội của 60 đó. Giờ cộng cho 4 mũ 5 thôi. Đó. Mà 4 mũ 5 thì bằng gì? Một không hai tư. À, mình phải làm xuất hiện 10 mũ 3 chứ, xin lỗi các em nha. 2 mũ 6 là chưa được. Ta lấy 2 mũ 10 đi. À, 1024. 2 mũ 10 đi. 2 mũ 10 tất cả mũ 3 thì chỗ này bằng 1024 tất cả mũ 3, tức là bằng 1000 cộng 24 tất cả mũ 3. Rồi cấm phá hàng đẳng thức đó ra, nó sẽ ra là A mũ 3 cộng 3 nhân A bình nhân B cộng cho 3 nhân A B bình được cộng cho 24 mũ 3. Hiểu không? Thì các em thấy là nguyên cái đám này là chia hết cho 1000 nè. Cái nào cũng có tích chứa số 1000 trong đó thì chia hết cho 10 mũ 3. Như vậy là 24 mũ 3 chính là số dư đó. Như vậy là dư khi chia 2 mũ 30. Dư khi chia 2 mũ 30 dư khi chia 2 mũ 30 cho 1000 sẽ là dư khi chia 24 mũ 3 cho 1000.
Rồi 24 mũ 3 các em tính nó ra bao nhiêu? 24 mũ 3. 1 8 1 3 8 2 4. Vậy đáp số sẽ là 8 2 4. Nhưng mà dùng kỹ thuật V7 V trong khóa học V81 thì các em ra lâu lắm à. Đúng không? Như vậy mới thấy là cái tác dụng của việc rút gọn thời gian ha, 8 2 4. Tiếp tục. Khi x bằng 23 thì cái này sẽ là bằng 23 trừ 3 tất cả bình. Tức là 20 bình thì bằng 400 các em. 400. Thì mất thì chia đó thôi. 2 mũ 4 nhân cho 3 mũ 8 đem chia cho 6 mũ 4. 81. Giá trị nguyên n lớn nhất. Rồi ta dùng chức năng giải hàng loạt mà thầy đã dạy trong khóa học V81 các em nhé. Rồi. Số nguyên lớn nhất phòng. Số nguyên lớn nhất. Thì ta thử mấy số dương đi. Chưa được số nào hết. Thử tiếp. Ba mươi sáu bằng 36 cái. Còn nếu giải bằng toán học thì mình giải như sao? Giải bằng toán học thì thầy giải nhanh như sau. N mũ 2 trừ 1 cộng cho 39, xin lỗi, trừ 1 trừ cho 37 trên N cộng 1. Như vậy nó sẽ bằng là N bình trừ 1 chia cho N cộng 1 trừ cho 37 trên N cộng 1. Vậy nó sẽ bằng ở trên N trừ 1, N bình trừ 1 là rút gọn, N cộng 1 là còn N trừ 1 các. Và trừ cho cái này. Như vậy là suy ra N cộng 1 sẽ là ước, sẽ là ước là ước của 37. Mà n càng lớn càng tốt. Vậy các em suy ra là n sẽ bằng 36 là lớn nhất ha. Giờ n bằng 36 vì n lớn nhất. Nó có nhiều lắm. N có nhiều nhiều trường hợp lắm. Nhưng mà người ta bảo n lớn nhất, người ta lấy 36. Ước lớn nhất của 37 là 37. Vậy n cộng 1 bằng 37 thì lúc đó n bằng 36 ha. Mấy cái ước nhỏ hơn thôi ta bỏ, ta không quan tâm. 13 nè, 5 nè, 2 chục nè. Số ước nguyên dương của số 120 là mình dùng kỹ thuật mình đã học ở trong các cái khóa V61, V71, V81. Thì nó sẽ có tất cả là 4, 2, 2 là 16 ước các em nhé. 16 ước. 8, 2, 4 thì ghi lại. 8, 2, 4. Thừa số nguyên tố lớn nhất khi phân tích. Này ra thừa số nguyên tố 2 mũ 16 trừ 16. Phân tích thành thừa số nguyên tố là nó bằng bằng bao nhiêu nhỉ? Rồi ta dùng cái kỹ thuật mà thầy có giới thiệu trong khóa học V81 nè. Thì các em sẽ thấy là 2 mũ 16 nó trừ cho 16 thì nó sẽ bằng là 2 mũ 4. 2 mũ 4 nhân cho 3 mũ 2 nhân cho 5 nhân cho 7 nhân 13 ha. Như vậy thừa số nguyên tố lớn nhất sẽ là số 13. Các em tham gia khóa học V81 đi. Thì mấy cái này các em thấy chuyện nhỏ ha. Bây giờ thời gian ít quá, thầy không có nhiều điều kiện để giảng các em nhé. Thông cảm. 42 qua 16 xuống 400.
9. Cái nào ta cho rồi thì em số chữ số của cái này. Rồi dùng kỹ thuật V81 giải luôn. 4 mũ 22 nè. 4 mũ 22 nhân cho 5 mũ 40. Rồi nó sẽ có tất cả là 42 chữ số kìa. Đó là kỹ thuật thay dạy. Tìm số chữ số trong khóa học mình đã tham gia. Còn bây giờ thì muốn giải bằng toán học thì thầy giải như sau. 4 mũ 22 nhân cho 5 mũ 40 thì thầy sẽ xử lý như sau. Nó sẽ bằng 2 mũ 2 2 mũ 2 nè, rồi tất cả mũ 22 nhân cho 5 mũ 40. Như vậy là bằng 2 mũ 44 nhân cho 5 mũ 40. Như vậy là bằng 2 mũ 44 thì là 2 mũ 4. 2 mũ 4 nhân cho 2 mũ 40 nhân cho 5 mũ 40 này. Vậy nó bằng 2 mũ 4 thì để nguyên chờ đợi. Rồi nhân cho 2 nhân 5 tất cả mũ 40. Em thấy chưa? Thấy vấn đề chưa? Bằng 2 mũ 4 là bằng 16 đó. Còn 2 nhân 5 là 10, 10 mũ 40. Như vậy nó sẽ bằng 16 0 0 0. Bao nhiêu số 0 các em biết không? 10 mũ 40 thì có 40 số 0, thấy không? Chỗ này nó sẽ có là 40 số 0. 40 số 0. 40 số 0 mà thêm chữ số 1, chữ số 6 nữa là thành 42 chữ số. Thấy không? Vậy có tất cả là 42 chữ số. Đó. Vậy làm toán thì rất là đau khổ, nhưng mà phải biết làm các em thì mới tham gia các đội tuyển học sinh giỏi toán được. Còn nếu em nào mà học khóa học V81 rồi thì mình giải cái này xong lâu lắm, từ nãy giống như thầy làm đó ha. Thì thầy cũng nhắc lại, những em nào mà chưa biết cái trang web của thầy thì các em vào buinnguyenluận.wordpress.com ha. Các em thông cảm nha, các em biết rồi thông cảm, đừng nói ông thầy này ông thích quảng cáo quá tội thầy. Thầy cũng muốn lan tỏa kiến thức thôi. Thì thầy cũng cảm ơn rất là nhiều học sinh trên toàn quốc. Hiện tại là có tới 47 tỉnh thành đã có học sinh đăng ký học thầy rồi. Đó. Thì thầy cũng rất là cảm thấy đó là nguồn động viên lớn, chứng tỏ là kiến thức của thầy đã được các em lan tỏa và chấp nhận. Đây là một điều không dễ. Và sắp tới thầy sẽ ra những khóa học mới nữa để phục vụ cho thi viên bích cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh. Nếu có hứng thú thì các em tham gia. Và sau khi kết thúc các cái kỳ thi VinBid thì thầy vẫn tiếp tục có những khóa học thêm toán ở trên mạng, xuyên qua hè luôn, xuyên vào năm luôn. Học thêm theo kiến thức ở trên lớp luôn các em nhé. Cứ tới bài nào là thầy gửi cái khóa học, các cái bài học, bài giảng của cái khóa học tương ứng đó, của cái lớp bài học tương ứng trên trường đó. Và những cái hệ thống bài tập và những cái bí quyết mà thầy đã tích lũy rất nhiều năm rồi. Thì các em cố gắng hứng thú thì tham gia các cái khóa học đó thì sẽ nâng cao kiến thức rất là nhiều ha. Rồi ở đây là bằng 40, 42. À 42 rõ rồi. Cái kiếp cuối cùng là 81 thôi. Rồi giờ mình tìm những thằng bằng nhau để mình bắt cặp. 42 đi 42 nè. 13 đi 13 nè. 400 đi với 400 nè. Rồi tiếp tục là 16 đi 16 nè. 9 đi với 9 nè. 5 đi với 5. Tiếp tục là 36 đi với 36. 8 24 đi với 8 24. 20 đi 20. Rồi còn hai cái này đi với nhau, 81 với 81. Thầy xin nhắc lại một lần nữa, một cái hiểu lầm mà các em hay hiểu lầm là các em cứ tưởng là các khóa học này là thầy mở ngày này rồi thì bây giờ trễ rồi không tham gia được. Không phải vậy. Các khóa học này thầy thiết kế để giải tất cả các cái đề này. Những cái đề thi thì thầy nghiên cứu, thầy thấy là tất cả các đề thi nó đều có những cái phần kiến thức giống nhau, chỉ khác nhau mức độ thôi.
Đó, ví dụ như trong một đề thi thì nó có đại số, số học, hình học. Thì thầy sẽ những khóa học này sẽ giúp chúng ta giải quyết triệt để những cái mảng kiến thức đó. Chứ không phải là thầy giải lại những cái đề đã qua. Như vậy có nghĩa là các em đăng ký các khóa học này nè, lúc nào cũng được hết ha. Ví dụ trong cái đề nào, vòng 1 cho tới vòng 20 là cũng đều có cái mảng là ví dụ như là tìm 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 số nguyên để cho giá trị của biểu thức đạt nguyên chẳng hạn. Đề nào cũng có. Thì trong cái khóa học V81 này thì thầy có nguyên một mảng là giải quyết cái loại toán tìm x nguyên để giá trị biểu thức đạt số nguyên. Đó. Như vậy là mình học các cái khóa học này là mình áp dụng được cho tất cả các vòng thi các em nhé. Chứ không phải là giải lại những vòng thi đã qua. Hiểu chưa nào? Rồi, ta qua bài thi số 2. Bậc của đa thức sẽ là thu gọn hết ạ. Các em thu gọn này lại. Y mũ 3, rút gọn Y mũ 3 là hết. Vậy còn X mũ 4 thôi. Vậy bậc của nó là bậc 4. Còn mấy hệ số không quan tâm. Bài 2. Cho tam giác vuông. Các em vẽ hình đi. Tam giác ABC vuông ở A. AD là tia phân giác. Vẽ DI vuông góc. DK vuông góc. Nhìn thấy hình vuông rồi đó. Khi đó số đo góc AIK là bằng 45 các em nhé. Các em vẽ xong thì các em sẽ thấy là AIDK là hình vuông. Hình vuông mà IK là đường chéo, cho nên là góc AIK sẽ bằng 45 độ các bạn nha. Bài nào khó quá thầy mới vẽ hình để hướng dẫn thôi, còn dễ thì thôi các em nhé. Rút gọn, biến mất tiêu luôn, trừ 6 phần 2 sẽ là trừ 3. Tiếp tục, hình vuông có hai đường chéo cắt nhau tại O. ABCD, hai đường chéo cắt nhau tại O nè. OA thì bằng 2 căn 2. Rồi dùng định lý Pythagore thôi ha. Các em dùng định lý Pythagore cho thầy. Đây. A, B, C, D. Rồi hai đường chéo cắt nhau tại O. Em dùng định lý Pythagore giùm thầy nha. Đây. Hai căn 2. OA 2 căn 2 thì OB cũng 2 căn 2 theo tính chất của hình vuông thôi. Như vậy là AB bình phương sẽ bằng 2 căn 2 tất cả bình cộng 2 căn 2 tất cả bình này. Để trên máy các em gõ nè. Mở ngoặc 2 căn 2 bình cộng mở ngoặc 2 căn 2 đóng ngoặc bình bằng 16. Như vậy AB bình là bằng 16. Như vậy AB sẽ bằng 4 thêm nhé. Đây sẽ bằng 4 ha. Giá trị của đa thức này, rồi ta dùng kiến thức ở trong khóa học V81 ta giải luôn, đỡ mất thời gian. 2015 x trừ 2017 x bình cộng x mũ 3 x là bằng 2016 thì kết quả là bằng âm 2016 thôi. Bài dưới tìm n. Tìm n. Các em có thể là tính cái bên trái ra là nhìn rối thế. 4 mũ 2 nhân cho 3 trừ 4 mũ 3 đóng ngoặc lại cộng 27 nó bằng trừ 949. Đó là vế bên trái. Còn bên phải thì ghi lại 3 nhân cho 4 mũ n. 4 mũ n cộng 9 trừ cho 4 mũ 5
Từ đây các em sẽ suy ra là anh này sẽ bằng trừ 99 cộng cho 4 mũ 5 75 các em, 75. Từ đây các em suy ra là 4 mũ n cộng 9 sẽ bằng 75 chia 3 là 25. Như vậy 4 mũ n sẽ bằng 16. 25 trừ 9 là bằng 16. 4 mũ n bằng 16 thì n sẽ bằng 2. N sẽ bằng 2. Còn nếu các em bấm chức năng tìm n giống như kỹ thuật ở trong khóa học V81 thì mình xong lâu rồi. N bằng 2 ha. Bài dưới số dư. Cái này cũng là bài tập có ở trong bài 7 chứ nhỉ. Bài 7 em chưa làm mà. Giá trị nhỏ nhất của kỹ thuật này. Đây cũng là một nội dung mà ta làm rất kỹ trong khóa học V81 rồi. Giờ ta làm lại một lần nữa. Cộng 4B mũ 2 trừ cho 10A. Bây giờ A mũ 2, A mũ 2 trừ 10A thì thầy sẽ cộng với 25 để thành hàng đẳng thức. Cộng cho 4B mũ 2. Thầy vừa cộng 25 thì phải trừ 25 để nó bằng như cũ. Tiếp tục nó sẽ bằng A trừ 5 tất cả mũ 2. Rồi cộng cho 2B tất cả mũ 2 cộng cho âm 25. Như vậy rõ ràng giá trị nhỏ nhất là âm 25, đạt được khi A bằng 5 và B bằng 0. Các em xem lại khóa học V81 ha. Giá trị nhỏ nhất là bằng âm 25. Bài tiếp theo cũng là một nội dung mà thầy đã dạy rất kỹ trong khóa học V81. Một nội dung liên quan tới định lý Bayesian ha, để tìm số dư. Số dư của đa thức này sẽ là giá trị của đa thức đó lúc x bằng 2, x mũ 3 trừ 37, x cộng 84, x mũ 3 này trừ 37, x này cộng 84 này, mà lúc x bằng 2 thì là 18. 18 luôn nha. Thầy không giảng lại nữa đâu, mệt lắm rồi. Em nào chưa tham gia khóa học này thì nên tham gia ha. V61718191. Chữ số tận cùng của 7 mũ 7 mũ 7. Ui cha, nhìn khủng khiếp quá. 7 mũ 7 mũ 7 mũ 7. Ui cha ơi, ghê quá các em ơi. Giờ mình tính từ trên tính xuống đi ha. Tính từ trên tính xuống nè. Như vậy nó sẽ bằng 7 mũ 7. Mũ 7 mũ 7 là bao nhiêu? Chữ số tận cùng của 7 mũ 7 thôi coi. Là 3. Lớn quá.
Rồi trở lại bài. Thầy bận xíu em nha. 9 phút hả? Rồi giờ trở lại bài gì đây? 7 mũ 7 mũ 7 mũ 7 thì 7 mũ 7 hả? Các em cứ nhớ là 7 mũ trắng á. 7 mũ trắng thì nó sẽ ra là một số 7 mà mũ 4 thì nó sẽ ra một số là đuôi bằng 1 ha. Nhớ cái quan trọng là 7 mũ 4 á, là đuôi nó sẽ ra là 1. Đó. Như vậy là cứ 4 số 7 bắt tay lại thì sẽ ra một số có đuôi bằng 1. Như vậy cái 7 mũ 7 này nè thì nó sẽ là, nó chính là 7 mũ 4. Bảy mũ bảy là một số có đuôi bằng 1. Giảng sao cho các em hiểu là bảy mũ bảy thì thầy ghi là 7 mũ 4 nhân cho 7 mũ 3 đi. Đó. Rồi 7 mũ 4 á. Thì lại bằng một số có đuôi bằng 1 thì lúc chia cho 4 á, thì nó sẽ dư lại 1. Còn 7 mũ 3 chia 4 thì dư mấy? 7 mũ 3 chia 4 là dư 3. Nên là 4H cộng 3. Đó. Rồi một số chia cho 4. Một số chia cho 4 mà dư 1 với lại một số chia cho 4 dư 3 nhân lại thì sẽ tạo thành một số là chia cho 4 dư 3. Chắc tôi phải làm một khóa học về này quá. 4m cộng 3. Đó. Rồi như vậy tiếp tục nó bằng cái gì? Thầy đưa cái này xuống. 7 chia 4 dư 3 thì thầy lại tách ra. Thầy lại tách ra là nhân cho 7 mũ 3. Vậy thôi. Thấy không? Rồi tiếp tục 7 mũ tiếp. Mũ 7 mũ m ở tất cả trong mặt mũ 4. Xin lỗi, mũ 4 tất cả mũ m. Rồi nhân cho 7 mũ mũ 3. Mà các em để ý nè, 7 mũ 4 là cái số có đuôi bằng 1 nha. Số có đuôi bằng 1 mũ m lên thì nó cũng ra đuôi bằng 1 thôi, đúng không? Như vậy là cái này nó lại bằng cái 7 mũ 4 tất cả mũ m này nè thì nó sẽ chính là một số mà chia cho 4 dư 1, bởi vì đuôi bằng 1 mà. Chia 4 là dư 1 mà số nó lớn hơn 100 nữa. Vậy nó lại là 4L cộng 1 hay là 4S đi, 4S cộng 1. Rồi nhân cho 7 mũ 3 là số chia cho 4 dư 3. Rồi tóm lại là thầy đang hạ bậc nó xuống ha. Một số chia 4 dư 1 nhân với một số chia 4 dư 3
thì lại là kết quả là một số chia 4 và dư dư 3. Đó. Như vậy nó lại bằng 7 mũ 4V rồi nhân cho 7 mũ mũ 3. Giờ 7 mũ 4V á là số có đuôi gần 1. Ta không quan tâm nữa. Còn 7 mũ 3 là số có đuôi là bằng 3. Vậy nên nó sẽ bằng một số có đuôi bằng 1 nhân cho một số có đuôi bằng 3. Vậy nó sẽ ra là một số có đuôi bằng 3. Chữ số tận cùng là 3 ha. Các em tu tới tu lui các em mới hiểu nổi nha. Xin lỗi các em nha. Phải tu tới tu lui may ra các em mới hiểu được ha. Còn giờ thầy không có thời gian nhiều. Nhưng còn có 3 phút à. Rồi ta giải bài số 10. Rồi ta dùng kiến thức ở trong khóa học V81 ta giải quyết thử coi. 1 trên A trừ cho 1 trên B bằng 1. Rồi các em đặt nhân tử chung cũng được. Phân tích tử mẫu nhân tử thứ coi. P phở nè là bằng A rồi đáp án trừ 3. Thầy sẽ giải lại cái bài này ở cuối clip này. Thầy hay quên điều này. Bây giờ với cái khung lượng thời gian ít quá thì thầy không có giải kịp vào đây ha. Cuối clip này thầy sẽ tổng hợp lại, thầy đưa vô đây. Mà thầy hay quên lắm. Rồi tiếp tục. Như vậy nó có hai bài cực kỳ khó là bài câu 9 và câu số 10 các em nhé. Câu số 9 và câu số 10. Câu số 9 thì thầy đã mất rất nhiều thời gian để giảng cho các em mà chắc cũng chưa có bạn nào hiểu nổi đâu. Các em cứ tu tới tu lui các em sẽ hiểu thôi ha. Cuối clip thầy sẽ trở lại. Hơi ta nộp bài. Rồi ok. Bây giờ ta qua bài thi số 3. Thầy nhắc lại, muốn nắm được những kiến thức càng ngày càng khó thì thầy có lời khuyên các em nên tham gia các khóa học mà thầy đã mở này. Và những khóa học sắp tới thầy sẽ mở ha. Thì mình sẽ dễ dàng hơn, chủ động hơn. Ta qua về thi số 3 các em. Vượt chướng ngại vật. Câu nào sai? Hình bình hành có một góc vuông là hình chữ nhật, quá đúng. Hình thang cân có một góc vuông là hình chữ nhật, quá đúng. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật. Tứ giác có hai góc vuông là hình chữ nhật, sai rồi. Hình thang vuông bình thường nó sẽ có hai góc vuông đó, nhưng không phải hình chữ nhật. Tam giác vuông tại A có trung tuyến là 12 thì cạnh huyền sẽ gấp đôi trung tuyến em nha. Trung tuyến ứng với cạnh huyền chúng ta nhấp vuông thì bằng nửa cạnh huyền, như vậy nó bằng 24. Dễ vậy ta. Rồi cái này mình
mình rút gọn phương thức thôi. Muốn rút gọn phương thức thì các em phải phân tích tử và mẫu thành nhân tử ha. Phân tích tử và mẫu thành nhân tử rồi rút gọn nhân tử chung là tử và mẫu thôi. Xy cộng 2x thì nhóm lại thành nhóm xy cộng 2x này. Rồi trừ cho y cộng 2. Nhớ đổi dấu. Đằng trước là dấu trừ, đằng trong phải đổi dấu. Xy trừ x thì cho đi với nhóm luôn. Rồi trừ cho y trừ 1. Đổi dấu ha. Rồi ở nhóm thứ nhất thì rút x ra. Ở trong còn y cộng 2. Rồi trừ cho y cộng 2. Ở dưới rút x ra. Ở trong còn y trừ 1. Trừ cho y trừ 1. Rồi rút y cộng 2 ra. Ở trong x trừ 1. Ở dưới rút y trừ 1 ra. Y trừ 1. Ở trong còn x trừ 1. Rồi rút gọn nhân tử chung x trừ 1 ở tử và mẫu. Thì ta còn lại là y cộng 2 trên y trừ 1. Đây. Xong. Nếu A bằng này, B bằng này thì này sẽ là A cộng B tất cả bình là 9 cộng 16 tất cả bình là 625 các em nhé. Lúc đề dễ dư trời. Không có con nào mà đáng cho chúng ta suy nghĩ. Ôi chà, vừa nói xong. Khủng khiếp quá. Các em yên tâm đi. Đừng sợ. Đa thức này khai triển ra là thành một đa thức khủng khiếp luôn. Giờ muốn tính A mũ 0 tổng các hệ số đó thì cũng dễ thôi ha. Em để ý nè, A mũ 0 rồi cộng cho A mũ 1 cộng cho A mũ 2 cộng vân 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 cộng cho A mũ 40. Nó chính là gì? Nó chính là giá trị của cái đa thức này. Mà lúc x bằng 1. Đúng không? Nhân 1 mũ 2 này. Nhân cho 1 mũ 40 này. Và như vậy nó chính là cái đa thức ban đầu lúc chưa khai triển ra các em ạ. Nó chính là 3 nhân cho 1 mũ 8 trừ cho 2 nhân cho 1 mũ 6 ha. Cộng cho 1 mũ 5. 3 nhân 1 mũ 8 trừ 2 nhân 1 mũ 6 cộng cho 1 mũ 5 rồi cộng cho 2 nhân cho 1 mũ 4 trừ cho 1 mũ 2 và cộng cho 1 rồi tất cả mũ 5. Tóm lại, cái đa thức ban đầu khi khai triển ra là nó thành đa thức này. Mà đa thức này ta cho x bằng 1 á thì nó sẽ ra tổng A0 cho đến A40, tức là tổng các hệ số đó. Như vậy đa thức này khai triển ra hay không khai triển ra thì lúc chúng ta cho x bằng 1 thì kết quả tính nó cũng sẽ có cùng một giá trị thôi. Như vậy là ta sẽ lấy x bằng 1 thay vô cái đa thức ban đầu lúc chưa khai triển này, chúng ta tính ra. Kết quả tính ra chính cũng chính là cái giá trị của đa thức sau khi khai triển mà cho x bằng 1 thì nó sẽ ra tổng của các hệ số đó các em. Không? Như vậy là nó sẽ bằng 3 này, trừ 2 là 1. 1 cộng 1 là 2. 2 cộng 2 là 4. 4 mũ 5. 4 mũ 5. À. 4 mũ 5 thì bằng mấy, tính nhanh coi. 1024. Rồi, xong. 1024 em nhé. Các em nhớ trang web của thầy là buongluon.wordpress.com ha. Thích đăng ký học khóa VM81 thì đăng ký gấp.
Rồi ta nộp bài. Hẹn gặp lại các em ở nick số 2. Vào đây để đăng ký học ha. Các khóa học về tấm 1. Hẹn gặp các em ở nick số 2. Chào.